Thưa quý vị, Việt Nam sẽ quyết tâm giảm dần số lượng tàu cá Việt Nam vi phạm các quy định về chống khai thác IUU và chấm dứt tình trạng này vào năm 2022 để gỡ thẻ vàng của Ủy ban châu Âu EC và không để tình trạng tiếp tục vi phạm dẫn tới bị áp thẻ đỏ. Đây là ý kiến nhấn mạnh của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành tại cuộc họp trực tuyến Ban chỉ đạo quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định Ban chỉ đạo quốc gia về IUU được tổ chức sáng nay tại trụ sở chính phủ. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, từ năm 2020 đến nay, do dịch bệnh COVID-19, Ủy ban châu Âu EC đã không thể sang Việt Nam kiểm tra thực tế. Tuy nhiên, kết quả thực hiện 4 nhóm khuyến nghị của EC thường xuyên được Bộ cập nhật báo cáo EC. Hàng năm, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức trên 10 đoàn công tác đi kiểm tra tại 28 tỉnh, thành phố ven biển. Tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2021, việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình VMS trên tàu cá có chiều dài từ 15 mét trở lên có tín hiệu trên hệ thống giám sát hành trình tàu cá là 26.915 tàu, đạt 87,45%. Số lượng tàu cá đã thực hiện đánh dấu theo quy định là 85.620 tàu, đạt 90,53%. Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề xuất trong năm 2021 giảm ít nhất 40% số tàu cá vi phạm. Đến năm 2022 sẽ chấm dứt hoàn toàn tình trạng tàu cá Việt Nam vi phạm vùng biển nước ngoài. Về vấn đề trên, đại diện Bộ Quốc phòng cho rằng cần tiếp tục hoàn thiện thể chế và sự vào cuộc đồng bộ của các cơ quan thực thi pháp luật trong xử lý đối tượng môi giới tổ chức cho ngư dân đánh bắt bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài. Bên cạnh đó, các địa phương cũng nêu ý kiến tình trạng ngư dân không ghi hoặc ghi không chính xác nhật ký khai thác. Lắp đặt thiết bị VMS trên tàu cá được coi là một trong những giải pháp tốt nhất, hiệu quả nhất. Phát biểu tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành nhấn mạnh, việc Ủy ban châu Âu EC đưa cảnh báo thẻ vàng với thủy sản Việt Nam gây ảnh hưởng lớn đến ngành thủy sản Việt Nam và đời sống của bà con ngư dân, ảnh hưởng đến hình ảnh đất nước. Vì vậy, Ban Thư ký Trung ương Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ rất quan tâm trong lãnh đạo, chỉ đạo để từng bước chúng ta gỡ thẻ vàng và tuyệt đối không để nguy cơ bị thẻ đỏ. Thì theo chức năng nhiệm vụ của các bộ ngành, các ông chí cố gắng rà soát những vấn đề gì liên quan tới chính sách để chúng ta tháo gỡ cái khuyến cáo của EC. Thì Chính phủ cũng đánh giá rất là cao và thường trực thì sẽ tiếp thu toàn bộ ý kiến phát biểu của ông chí. Và trong cái kết luận thì trên cái cơ sở ngày hôm nay chúng ta hoàn thiện rồi gửi cho các bộ ngành địa phương. Phó Thủ tướng cũng lưu ý, cùng với tuyên truyền phải rà soát, tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý, đảm bảo phòng chống khai thác IUU một cách hiệu quả. Bên cạnh làm tốt công tác tuyên truyền, có hành lang pháp lý phù hợp thì cần tổ chức thực thi pháp luật tốt. Nếu không xử lý nghiêm minh, triệt để thì mất hiệu lực. Đây là điểm mấu chốt. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đã đến Thánh đường An Que tại phường 8, phường 1, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh để thăm hỏi và tặng quà cho cộng đồng người Chăm tại đây đang bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Nơi đây đang có hơn 2.400 giáo dân Hồi giáo Islam đang sinh sống. Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã dành thời gian trò chuyện và thăm hỏi tình hình cuộc sống của bà con đồng bào người Chăm, các giáo dân tại thành đường An Oa trong thời gian qua và đặc biệt là trong giai đoạn thành phố thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16. Phó Thủ tướng đánh giá cao sự đóng góp của Ban Quản trị thành đường An Oa trong việc vận động cộng đồng người Chăm, giáo dân tuân thủ nghiêm túc việc phòng chống dịch, đồng thời huy động các nguồn lực hỗ trợ lương thực, thực phẩm, thiết yếu phục vụ người dân chống dịch và ở nhà. Phó Thủ tướng yêu cầu chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, phối hợp với Ban Quản trị Thành đường, tổ chức chăm lo tốt hơn nữa cho đời sống của người dân và giáo dân, nhất là trong giai đoạn cao điểm chống dịch như hiện nay. Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cũng đã trao tặng hơn 200 phần quà cho 200 hộ gia đình người Chăm gặp khó khăn do dịch bệnh, mỗi phần gồm 1 triệu đồng tiền mặt và nhiều tặng phẩm thiết yếu. Thưa quý vị và các bạn, vướng chỗ nào, vướng cái gì thì cần chỉ ra, đừng chỉ ngồi kêu và đổ lỗi cho cơ chế. Đây là đánh giá của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trong phiên họp sáng nay của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khi cho ý kiến về các báo cáo kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025, kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2021-2025, kế hoạch vay trả nợ công giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.
đề cập đến các giải pháp định hướng nêu ra trong báo cáo về phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 5 năm tới, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị trước hết phải thể chế hóa kịp thời các chủ trương định hướng trong nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, đặc biệt là ra soát để sửa đổi, hoàn thiện hệ thống thể chế theo hướng khắc phục hai khuynh hướng, sai không sửa và đổ thừa cho cơ chế. Chúng ta phải nhìn thẳng cái này, đồng chí Tổng Bí thư hôm trước ông họp phát biểu khai mạc bế mạc cũng nói cái chuyện này. Đừng cái gì cứ chúng ta không đổ thừa cho cơ chế. Mà cơ chế thì nó gồm có luật, có nghị định, có thông tư, có văn bản hướng dẫn. Cấp nào là phải có trách nhiệm để mà rà soát, để mà sửa cái cấp đó. Và phải xác định được là sửa cái gì, rồi sau nữa là sửa thế nào. Chứ ta kêu thôi nhưng mà ta nói là không sửa cái gì cả. Đây ví dụ như đầu tư công ấy. Tại sao năm ngoái là đến 98% chúng ta giải ngân được? Mà có năm mới chỉ có hơn 70% thôi. Thế chúng ta phải nhìn thẳng với cái chỗ đó. Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị tập trung giải quyết những vấn đề còn tồn đọng trước khi tạo ra năng lực sản xuất mới, đồng thời đánh giá lại việc thực hiện các nghị quyết cơ chế đặc thù cho các địa phương, không để xảy ra tình trạng chỉ đề ra chính sách chi mà không có thu. Cái thu thì mới là quan trọng để tạo ra cái nguồn lực để phát triển. Ông nào chỉ thích là trình là sở ngày nào cũng đua nhau chỉ trình chi đặc thù thôi, chứ thu là không có. Đấy là cái thực tế. Và cái này là tôi đề nghị là hàng năm phải báo cáo Quốc hội, kể cả cái nghị quyết liên quan đến chính quyền đô thị như chị Thanh nói, nghị quyết thí điểm cái này. Đấy, có nghị quyết rồi thì báo cáo hàng năm thực hiện thế nào. Trước khi mà chúng ta mở ra thêm cái gì địa phương nào, chứ không là chúng ta ban hành ra mà chúng ta không thực hiện, hoặc là chỉ thực hiện một vế thôi. Cái vế quan trọng nhất là tạo ra nguồn lực thì không làm được. Cho rằng báo cáo thẩm tra về đầu tư công chưa làm rõ công tác chuẩn bị đầu tư 700 dự án đầu tư công, nhất là dự án trọng điểm và dự án quan trọng quốc gia, Chủ tịch Quốc hội đề nghị cần nhìn thẳng vào vấn đề và triển khai quyết liệt hơn nữa luật đầu tư công trong thời gian tới. Cũng tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thống nhất dự kiến tổng mức vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 là gần 2,9 triệu tỷ đồng. Thống nhất mức dự kiến bố trí 100.000 tỷ đồng để thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia, gồm chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, an sinh xã hội bền vững. Chiều nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững giai đoạn 2021-2025. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng thống nhất cao sự cần thiết tiếp tục thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia này. Đối với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, nhiều ý kiến đề nghị cần làm rõ việc phạm vi chương trình được xác định bao gồm tất cả các xã, các huyện, các thị xã và thành phố trực thuộc của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và cơ cấu nguồn lực huy động lại được lồng ghép vào chương trình, trong khi từng chương trình có đối tượng và phạm vi khác nhau. Như vậy sẽ khó khăn trong quá trình phân bổ, đánh giá, mặt khác khó tránh khỏi sự trùng lập hoặc bỏ sót trong việc thực hiện. Đối với chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững giai đoạn 2021-2025, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đề nghị làm rõ việc một số địa phương quy định chuẩn nghèo cao như thành phố Hồ Chí Minh và một số thành phố lớn khác, đánh giá thoát nghèo bền vững, tỷ lệ tái nghèo cao ở vùng khó khăn. Đề nghị chính phủ bổ sung các nội dung phù hợp để giải quyết sự thiếu hụt dịch vụ cơ bản của các hộ nghèo từ giai đoạn trước hoặc chưa bố trí nguồn lực thực hiện như nhà ở, dinh dưỡng, y tế, đồng thời chỉnh sửa mục tiêu một số dự án thành phần cho phù hợp với phạm vi nêu trên. Cũng trong chiều nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nghe báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội khóa 15.